Trong phim Tây Du Ký, đường tăng phải vượt qua 77-49 kiếp nạn, sang Tây Trúc lấy kinh, trên đường đi đồng hành với ông là bốn đồ đệ, tôn ngộ không, chư bát giới, sa tăng, bạch long mã, rất nhiều lần đường tăng nhờ các học trò mà thoát chết, lần này, ông đã đặt chân tới nước nữ nhi quốc tại quốc gia này, ông phải thiết kiến hoàng thượng để xin giấy thông hành, hoàng thượng là một người đẹp vô cùng, lại là một phụ nữ vô cùng dâm đãng thấy đường tăng quá đẹp trai, đã quyến rũ, bú cu của đường tăng. Đường Tăng cũng không thể cưỡng lại được sắc đẹp tuyệt trần của nữ vương, thôi thì tạm thời khỏi xin giấy thông hành, cứ sướng đi trước đã, vậy là cả hai đi vào trong hoan lạc sung sướng làm tình với nhau.